Dạ, kính Lê Nguyễn, mến chào bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay đến với nhà vườn của Dương Nguyễn, giao lưu phôi hoa giấy nha bà con. Nhà vườn giao lưu những cây phôi cũng rất là đẹp luôn, giá thì mềm dễ chơi. Sẽ đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và chi tiết với nhà vườn luôn ạ. Rồi anh chào Dương. Rồi, chào anh Liêm nha, chào cô chú anh chị nha. Hôm nay trở lại nhà vườn chúng em mình giao lưu phôi giấy nha cô chú anh chị. Có những cái phôi rất là đã cũ đặt ha, rất là đẹp mà giá cũng hợp lý nữa, mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Đầu tiên em lên là mã số 1 nha. Cây này là tông cao nha. Đo từ mặt chậu lên là hơn 1 mét nha cô chú anh chị. Đo luôn cây kìa, Hoành thân là 28 ha. chừng hao cây tre một chút nha, chùm một cây Ủa nữa. đo cây tre luôn hả? Rồi em đo lại ha. Hoành thân cũng 28 ha, cây tre không đáng kể ha, 27 hơn ha. Gần 28, 27 rưỡi ha. Này đế sổ 36 luôn. Em đo thử cái hoành cũ của nó coi. Em chừng hao xíu đi. Hoành cũ cái này 72 thì 70 đi. Hoành cũ này 70 là ha. Đây mã 1 này giao lưu cô chú anh chị mình 340 ngàn, bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. 340 ngàn cho rồi cái mình có mã số về 1 này thế luôn. mình về mình hạ cốt được ha, Này mình không hai thích tầng. về mình cắt ha. Nó có hai ba tầng luôn nè cô chú anh chị ơi. Về mình ghép rất là đẹp ha. Mã 1 340. Mã số 2. Một cây cũng rất là đẹp ha. Okay, dáng hơi bay. Tổng chiều cao của cây là 85. Sạch quá. Nhìn nhìn. Hoành thân là 27 ha. Sổ đế 36 luôn. Cây mã 2 này là 280 ngàn. Bao ship cho cô chú anh chị mình chơi luôn. 280 mã 2 luôn ha. Rồi, xuống mã 2 ha. Cây mã số 3. Là đế quắn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Tổng chiều cao là 62. Hoành thân 16 luôn. Đế sổ 34 ha, mã 3 này là 230 ngàn. Bao ship cho mình luôn, 230. Mã số 3 luôn. Cũ quá ra đẹp ha. Mã số 4. Đây cũng rất cũ. 4 luôn. Tổng chiều cao là 79. Hoành thân là 21 ha. Sổ đế 27 luôn. Mã số 4 này 340 ngàn. Cây này cái đế sữa cũ đặt ha. Quá là đặt ha. 340 cho mã 4 luôn. Là đẹp của tướng chị rồi. Lên mã 5 ha. Mã 5. Vệ đế rất là đẹp luôn. Tổng chiều cao của cây là 70 ha. Hoành thân là 24. Đế sổ là 41 luôn ha. Mã 5 này 400 ngàn. Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. 400 ngàn. Cái hoành cộng rễ này nó cũng bằng với cái hoành thân đó luôn cô chú anh chị ơi. Bự lắm ha. Mã 5. 400. Mã số 6. Cao là 56. Hoành thân là 26 ha. Đế sổ 24 luôn. Mã số 6 này 320 ngàn. Cây này dáng thú như kỳ lân nha bà con. Có rất hai là cái đẹp chân nha. trước. 320 ha. Rồi mã số 6 luôn. Mã 7. Tổng chiều cao là 76 ha. Hoành thân là 25. Sổ đế là 40 ha. Mã này là mã 7. 340 ngàn. 340 ngàn cho mã số 7 luôn.
À, bún mực đế quắn này nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Mã táp. Cái dáng nó cũng bay bay ha. Cao 66. Vành thăng 23 luôn. Sổ đế là 47 ha. Mã số 8 này là 240 ngàn. Rồi mã số 8 luôn. 240 ngàn. Mã số 8 luôn. Mã số 8. Số mã số 8 nha. Mã số 9. Chính một cái cọc đế cũng quấn đẹp ha. Mã 9. Cao là 76. Hoành thăng 23. Đế sổ 37 luôn, mã này 280 ngàn. Cho mã số 9 này luôn. Chị 280. Bộ đế dáng đẹp như dáng công công dáng thú rất là đẹp ha. Số 9. 280 ngàn. Mã 10. Cao 76. Hoành thăng là 15 ha. Đế sổ 25 luôn. Mã 10 này giao lưu của chú anh chị mình cũng 240 ngàn ha. Cái cũ đế sữa rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Rồi em xuống mã 10 ha. Mã 11. Cầm rễ. Rất là êm ha. Cao 67. Hoành thăng 21 ha. Đế sổ 35 luôn, mã này 330 ngàn. Bao ship ngàn cô chú anh chị, đế rất là to nha, 330 ngàn luôn. Cho mã 11. Mã 12. Chiều cao là 64. Hoành thăng 23 ha. Đế sổ 35 luôn. Mã 12 này là 300 ngàn. Cho mã 12 luôn, 300 ngàn. Cũ rất là đẹp cô chú anh chị, 300 ngàn. Mã 12 luôn. Xuống mã 12 ha. 13. Cao là 52. Hoành thăng là 19. Đế sổ 25 ha, mã này 240 ngàn. Mã 13. 240. Mã 13 luôn. Rồi, xuống mã 13 ha. 14. Mã 14. Cao là 58. Hoành thăng là 24 ha. Đế sổ 28 luôn, mã này 340 ngàn. Cho cây này luôn. Đế cũng khá là đẹp, dáng thú nè ha. Kiểu dáng độc lạ không nha bà con. 14 ha. 340 ngàn cho mã 14. 15. Một cây cũng rất là đẹp luôn. Đế sổ quấn ha. Chiều cao của mình là 70 ha. Hoành thăng là 21 luôn. Đế sổ 30 ha. Mã này 280 ngàn. 280 ngàn. 280 luôn. Cho mã 10, 17 ngàn ta. Này chắc 13. Mã 13 ha, 280 ngàn. 14. Cao 60. Cây vừa rồi mã 15 nha cô chú anh chị. Này mã 16 nha. Cây mã này mã 16, cây vừa rồi là mã 15. Mã 16 nè. Cao 62 luôn. Hoành thăng 21 ha. Đế sổ 36 luôn, mã 16 này 280 ngàn. 280 ngàn cho mã 16 luôn.
17 mã 17 ha, chiều cao 57 luôn, hoành thân 17, đế sổ là sổ đế 33 luôn, mã này 230.000 cho mã 17 luôn, 230.000 cho mã 17. mười tám cây đế rất là đẹp luôn, 8 cái dáng nó cũng hết ha, ba tay ha, quá quái. Cao là 64, hoành thân 18, đế sổ 37 luôn, mã 18 này là 260.000, 260.000 cho mã 18 luôn. 19 lên cho mình cũng là một cây 260.000 luôn ha. 19 cao 65 cây này, hai công rễ là đẹp đúng chị, hai công rễ rồi hai cái sàn luôn, phần thân là 27 luôn ha, đế sổ nó cao nè, sổ đế 49 ha, mã này 260.000 cho mã 19 luôn, 60 mã 19 xuống mã 19 ha, 20 nè, đế rất là đặc nha, tổng chiều cao là 82 luôn, hoành thân 24 nha, đế sổ 42 luôn, mã cũ to 20 này 400.000, đế rất là đặc đẹp nha cô chú anh chị, 400.000 cho mã 20 luôn. Đó, xuống mã 20 ha. 21 cao là 60, hoành thân 26 luôn, đế sổ là 30 ha, mã này 230.000 cho mã 21 này luôn, 230 ha, 22 cao 55, hoành thân 24 luôn, sổ đế 32, mã này 230.000, 230.000 cho mã 22 230.000 23 chiều cao của cây là 87 luôn, hoành thân 22 ha, sổ đế là 35, mã này 340.000 phủ đặt ha, 340.000 cho mã 23 luôn, 24 cao là 77, hoành thân là 17, tán ngang 30, mã này 230.000, 230 mã 24 luôn, 25 cao là 70, hoành thân 27 ha, này đế sổ là 28 luôn, mã này 300.000, 300.000 cho cây này luôn, mã 25 rất là to nha cô chú anh chị, 25 300.000, 26 cao là 68 luôn, hoành thân là 20 nha, tán ngang 34, mã 26 này là 240.000, đến đo lại cái số đế
Bé sổ 29 ha. Mã 26 này 240 ngàn. Hai mã 26 240 ngàn. 27. Cao là 85. Toàn thân 23. Chiều cao là 4 sổ đế là 40 ha. 260 ngàn cho mã này luôn. 260 ngàn cho mã mã mấy ta, mã 20 27, mã này 27 ha, 27 là 260 ngàn, mã 27. 28, mã 28 cao là 86, hoành thân là 22, đế sổ là 28 ha. Mã 28 này là 300 ngàn cho mã 28 luôn. 300 ngàn cây ha. Mã 28 là số 28 ha. 29 cao là 70, hoành thân 23, này là đế sổ 33 luôn. Mã này 340 ngàn cho mã 29 luôn. 29 340 29 30 mã 30 ha. 60, chiều cao của cây này nữa đó lại 68 ha. Hoành thân là 17. Đế sổ 25 luôn, mã 30 này là 200 ngàn. Cho mã 30 luôn, 200 ngàn. Mã 31. Cao 65. Hoành thân 21 luôn. Sổ đế 33, mã 31 này là 280.000. Cho mã 31 này luôn. 80 ha. Rồi số mã 31 nha. 32. Chiều cao là 70. Hoành thân là 26 luôn. Đế sổ 33, mã 280.000. Cho mã 32. 280.000. 32 luôn. Lên mã cuối cùng ha. Mã 33. Mã cuối luôn. Chiều cao là 80. Hoành thân là 20 luôn. Đế sổ 33, mã cuối cùng này 33 này là 240.000. Cho mã 33 luôn, 240. Rồi, ông cô chú anh chị ủng hộ cho clip của chúng em nha. Rồi, em cảm ơn Dương Nguyễn nha. Em xin chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ những cái phôi đẹp nha bà con. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con mình những clip tiếp theo ạ.